Một tuần nữa đã trôi qua, Thế Dương rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc 20h45 phút tối thứ hai trên sóng truyền hình Long An để cùng nhau điểm qua đáp án của những câu hỏi trong các tập phim may mắn được chọn trong tuần, cũng như là công bố danh sách những khán giả trúng giải. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi đáp án của những câu hỏi tuần qua nhé. Trong tập 17, Tư Lý Lý đã đưa ra điều kiện gì với Phạm Nhàn cho việc tiết lộ thân phận người muốn sát hại anh? Chúng ta hãy cùng xem cô ấy đã đưa ra điều kiện gì nhé. Được, ta sẽ cho Quỳnh biết tên, nhưng Quỳnh không được đưa ta đến vụ hình. Đừng để ta phải chịu cực hình, càng không được để ai ức hiếp ta. Ta nói được làm được. Trong tập 18, ai đã giết chết Lâm Củng? Chúng ta hãy cùng xem đó là nhân vật nào. Ngũ Trúc Thúc, quay về đi. Tiên sinh võ công cái thế, ta chắc chắn tiên sinh tiền đồ vô hạn, cho dù cần ngã. Trong tập 19, Phạm Nhàn đã được Khánh Đế phong cho chức quan gì? Chúng ta hãy cùng xem đáp án nào. Khanh truy sát hung thủ, bắt sống mật thám có công với Hoàng Triều, trẫm phong Khanh làm Thái Thường Tử, hiệp Luật Lang. Cũ phẩm, bác phẩm, à, cũng không lớn lắm. Mau tạ ơn đi. Xin chúc mừng những vị khán giả đã nhận được những phần quà hấp dẫn của chương trình. Và các bạn liên hệ với fanpage Long An TV, đài phát thanh và truyền hình Long An hoặc là gọi đến số điện thoại 02723821890 để nhận giải. Quý khán giả có thể quét các mã QR đang hiển thị trên màn hình để đến với các kênh thông tin chính thức của truyền hình Long An.